Rồi chúng ta tiếp tục gen thử với con số thấp để test ánh sáng của nó. Chúng ta lại vào bảng con số F10. Và chúng ta lại khổ giấy thôi. Tương tự vào AD, cho ADB Resin Import Nears và ADB chọn Cropping chọn Export Nears. Tương tự với Cropping. Rồi xong bằng Array, xong bằng GI cũng tương tự, chọn cướp dần thôi, dần thấp, con số gần đề mặc định mình để 4.000 đâu. Mình chuyển sang cam mình xem, cam thì mình để 30. Rồi P xem mặt trời. Ok, quay lại cam. Rồi chúng ta xem thử Zip Q. À, khung tranh đây. Khung tranh thì mình cũng chưa đổi màu hay không. Và mình open nó ra. Đấy, màu vật liệu, hút vật liệu của nó. Rồi copy từ vật liệu gỗ này sang này, paste nó vào. Đã xong. Độ không màu gỗ cho không chay lâu và tất cả vật liệu đi. C chọn gray cam và zip Q. Cấu hình hệ ion đợi khá lâu, mấy các bạn khỏe có thể nhanh hơn. Các bạn nhìn thấy nó hơi tối một xíu. Chúng ta cũng tương tự vào đây chỉnh cu vờ rồi nè, xuống ít tăng đi. Đó. Đó, các bạn cũng có thể phải ít post xuống, tăng độ vui sáng lên, tăng phản xạ lên, hơi quá tí, mình giảm xuống. Thế thôi. Mình tay không đi. Đợi một thời gian thì nó sẽ lên xong.
khi mình rank cửa xong thì mình được kết quả như thế này. Thì mình có thấy là mỗi bức tranh này mình đã chưa được cân, nhưng mà toàn bên này thì nó hơi đơn điệu một xíu. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại một ít, trước khi chỉnh mình sẽ lưu lại để so sánh. Mình sẽ lưu vào đây. Để đổi gì bây giờ? Take override, override, save. Ok, mình tách nó đi, kéo nó đi sang. Đường UAS này mình thấy chưa được sáng, mình tăng cường độ nó lên. Đường 15, 20. Z nếp 3 đi, chọn cái này, chuyển máy chiếu L Z. Chọn ở đây, kéo dịch ra. Thì mình chọn lại cái đèn này. Đây, trường này chiếu L. Và kéo lên dưới. Đó, tương tự đi này. Và chuyển tốt. Đã kéo đi vào. Tường này mình thấy khá thân thiện, nên là mình sẽ thay vào bức tranh. Đi bắt nó vào. Chân ship Z, kéo nó ra, để xóa những cái không cần thiết đi. Bỏ cái tích chọn đi, quét được, để xóa đi. Đây, cái hút vật liệu của nó. Chọn lấy bức tranh này và kéo sang, sẽ làm tốt và kéo cắt chân ship Z để hiện tất cả đi, kéo nó vào nghe ba đi, quay không nhìn đi. Rồi hãy bật mua và kéo nó vào. Bây giờ chúng ta xóa đi. Chuyển về mạch chiếu LED Intex L hướng Z. Đấy, kéo dịch lên.
C, 2 là nhì, cam A, anh F3 hẹ lên, B, Z. Xoay này ta xóa đi. Ra cái đổ, đổ này cho bức tường. Là ấn cam 3. Ok. Rồi chuyển máy tốt. Kéo xuống. Ok. Chuyển C với cam 3. Cái màu gỗ này hơi đậm. Ok. Gỗ này bằng màu khác. Bắp khác. Nó này nhạt hơn. Bên gỗ này nó quay ngang, ta quay 90 độ đi. Qua quay 90. Tự nó kéo xuống. Để copy. Và lại là 90, ok. Tách đi. Đến phím M này mình tạo copy ở dưới. Copy. P nằm vào đây. Tự không này chúng ta quy ra. P, Z nó ra. M nó ra. Chọn khung ngoài này. Đó, tạo P nó vào. Có màu gỗ rồi. Chúng ta lại C và cam 3. Giờ nghe 3. Ta lại bóng đèn hiện tất cả lên. Nghe 3. Hiện tất cả vật thể lên. Khoác vào khung lưới. Rồi chúng ta vào bảng F10. Chúng ta giảm con số nữa. Riêng nhân nhanh. Đến 5. 100. 1.1 rồi. Mass. Rồi. Nên chắc. Chỉ cái xe chúng ta tăng cho nghe. Ta cả cho thêm chỗ cây vào nữa. Cho thêm chỗ cây vào. Cái này thì nó cũng được. Hắn copy sao? Đi. Rồi chúng ta lại vào với import sai. À, chỗ cây. Đây. Open. Chọn full. Ok. Chọn happy. Chọn auto. Đấy. Rồi chúng ta chọn mạch tốt Z. Cả chân chi Z. Ta kéo nó ra. Đấy, cái cửa sổ này thừa. Nó xóa đi. Mình lấy, xóa cái này đi. Mình lấy cái này. Đang căn cho ship Z. Top Z. Kéo nó vào. Nghe 3. Ok, khá. Nó hơi to một chút. Scale lại. Tốt xem. Kéo vào đây. Em vào mặt chiếu. Kéo xuống. Hoặc có thể về C. Nghe 3.
ta Luna vào đây, Gen là Mima. Ok, top S kéo này. C 3 đó. Ok, anh đi, anh đi. Rồi là mình cái tương đối rồi, mình xem thử lại. Xin quy đợi trong mấy phút nó sẽ xong. Và tiếp tục lên thử lại đúng không? Đúng rồi. Anh đã thay vật liệu chưa? Thay bức bên này rồi. Nhìn nó sáng hơn. Theo anh thì cái bức này có thể cho điện đẩy lên một đi không? Hay để như vậy là hợp rồi? À, hơi thấp. Hơi thấp đúng không? Thì nó sơn lại được tốt. Tốt luôn. Đẩy lên luôn. Có vẻ là hơi thấp. Ok. Thân ngang nhau. Lại lên tí. Đó. Okay. Bước bên đấy là mình thay đổi bằng tranh rồi đúng không? Đúng rồi. Okay. Nhìn mình thay đổi ít màu đi. À. Màu nơi xanh xanh một tí. Nhìn không buồn như trước. Còn cái về cái phong cách thiết kế nội thất như thế này ấy, thì quan điểm của tôi ấy, thì cũng là các bạn cũng nên xem nhiều cái bức ảnh nội thất, cái ý tưởng của những người mà họ đã thiết kế trước rồi. Đó. Còn thư viện thì các bạn vào cái trang vừa rồi, trang của OM.CN, nó không thiếu cái thư viện gì cả. Nhưng việc của bạn là bây giờ làm sao để có ý tưởng nội thất đẹp, thì theo tôi là bạn không thể tự nhiên nghĩ ra được. Các bạn hãy vào những cái trang nội thất, trang người ta làm những cái ảnh nội thất rồi ấy, thì bạn hãy tham khảo ý tưởng họ. Thì anh định có thể giới thiệu một số trang web không, hay là Google? Ví dụ như OM.CN không, những cái trang mà người ta đã làm ảnh nội thất mà OM.CN cũng có ảnh nội thất luôn ạ. Có file của nội thất cho mình tham khảo và trong file đấy cũng có ảnh. À, rất tuyệt vời. Thì cuối video này thì anh cuối cái bài học, các cái bài học này thì anh định sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái phần về để các cái mẫu nội thất mẫu đấy, hoặc là trang nào nữa. Các trang có thể lấy đồ nữa là Body Sky. Bodysky.com ạ. Dạ. Thì mình hay sử dụng hai trang đấy. Không, ý là bây giờ là các bạn sẽ tham khảo các cái ý tưởng về nội thất cơ mà. Chúng ta lên xem ở đâu? Vào mạng mình search cũng có rất là nhiều. Search cái từ khóa nội thất đúng không? Ảnh nội thất rất là nhiều. Đấy thì lâu hơn thôi, nếu các bạn không phải dân chuyên ngành thì các bạn nên làm theo cái kiểu đấy nhanh. Vào trang nội thất Capilla họ làm rất tốt. Capilla. Capilla. Anh có thể đánh vần chữ cái không? Anh để search luôn. Vì khi mà các bạn cứ làm đi làm nhiều lại, mà các bạn đặc biệt bạn cứ làm đi làm lại nhiều lần và bạn xem nhiều ảnh thì tự đưa cái trình độ của bạn làm nội thất nó lên rất là nhiều, cái thẩm mỹ của bạn lên rất là nhiều đó. Thì các bạn có thể vào tham khảo cái trang là Kavista chấm gì ạ, đây là trang văn phòng kiến trúc nó và xem các cái mẫu của nó luôn, văn phòng kiến trúc Kavista. Ok, thôi rồi, đây thì giới thiệu qua các bạn rồi, chúng ta quay lại. Rồi, chúng ta đang xem cái độ ánh sáng đúng không ạ?
là một công việc để làm ra một cái bức ảnh nó thật đẹp thì không phải đơn giản. Chúng ta đầu tiên chúng ta phải có tính thẩm mỹ là chúng ta để chúng ta cảm nhận về cái bố cục sắp xếp đồ đạc nó như thế được chưa, về không gian, về màu sắc, đấy, về hình này. Sau khi mình chỉnh lại thì bằng tường bên này nhìn nó cũng đỡ buồn hơn, nó cũng nhìn hài hòa hơn rồi. Bây giờ thì mình thấy cái trần này vẫn hơi đơn điệu, mình có sửa một ít nó, chứ sửa mình sẽ lưu cái này lại. Xây vào lại. Tay nó đi. Bạn chọn trần, hiện nó lên. Đánh nghiên 3. Chọn máy tốt. Chọn tất cả đèn. An quy, hiện nó lên. Nghiên 3. Bây giờ mình muốn cho trên này nó thêm một lớp nữa. Mình group và group là mở nó ra open. Chọn cái này, chọn cái dip đi. Và cô bé đó vô lại. Tự cái này nó kéo lên. Tất cả các đèn này lại kéo lên. Này lại kéo lên. Chuyển đi vô đi, chọn chế độ điện. Kéo lên. Cái bên này nó kéo lên, nó tự chọn này và kéo lên chế độ điểm, kéo lên tiếp. Kiếm xin và kéo xuống, xin hai cái kéo nó xuống, ok. Nghe ba lên hiện, chọn này, chọn mạch tốt, ấn nghe ba, chọn chế độ điểm và kéo nó sang. Đây đi, ra chọn cái này. Đây.
tôi không biết, giờ vẽ thêm đèn VR này nữa. Vào đây chọn gray, gray tắt điểm đi cho nó vẽ. Rồi, kéo ra chuyển máy chiếu L, tìm tách F LED L, rồi ấn Z nó kéo lên, chuyển máy phân tìm tách là F nó kéo xuống. Giờ xem máy chi ngược lại, xem máy chi cái chỗ Y. Ok, giờ chúng ta quay cách tách A đi, dùng A viên tách là cách cao quay đi, đặt quay chéo ship kéo sang em từng. Ok, đã xem máy chi. Ok, kéo ra giờ chúng ta lấy con số cho nó. Ta để cho là 3.500 là 10 tương tự chỗ này mình cũng là 10 thôi, tương tự mình là 2.500. Clone lúc mà là hiện lên C và camera 3, ok, nghĩa 3 hiện lên. Giờ chúng ta xem thử, trước khi xem thử chúng ta chọn LED nét 3 là quét các cái đèn low light. Thấm xuống tương tự với các đèn IF, tốt đẹp quét cũng dễ. Rồi chúng ta chuyển máy chiếu pin tách L, pin Z để kéo cũng xuống nữa, pin C là các bạn nhìn rồi cũng tương đối không. Này ta kể chuyển vào máy F, Z, M ta kéo dịch lên chọn điểm nó, kéo lên lên chiếu sáng và không tranh. Kéo lên chọn nó, kéo lên rõ không tranh đúng không ạ? Dạ vâng. Mấy này cũng tương tự, chuyển lên mình đẹp chúng ta là kéo lên, mình cũng khai cây đèn đi và đèn khác cái biển khác. Ngày 20 tương tự. Ok, C nét 3 mình đã điều chỉnh cái này cho điều chỉnh cái đèn V Daylight này cho nó vẫn là mình đã tăng công số của thằng giảm nó xuống 10 rồi và tăng cái này lên cho nó ánh sáng nó có màu hồng ấm cúng hơn xuống 2.500. Giờ mình lại sẽ thử